Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay chúng ta đã quay trở lại với chiếc Voyager Legend, cái sản phẩm headset Bluetooth mono mà ở lần trước mình đã giới thiệu với các bạn. Lại là một sản phẩm khác đến từ Plaktronics, và ngay khi nhắc đến tên của hãng này thì gần như các bạn đã đều có một cái niềm tin ban đầu nhất định rất là lớn về chất lượng cũng như là độ tin cậy của những sản phẩm do họ làm ra. Nếu như so với chiếc Voyager Echo lần trước mình giới thiệu với các bạn thì lần này Voyager Legend nó to xác hơn rất là nhiều. Theo những gì mà mình được cung cấp nhà sản xuất thì trọng lượng của Legend lên tới 18g, tức là gấp đôi cái chiếc Echo mà lần trước mình đã giới thiệu với các bạn. Chính vì vậy thì các bạn sẽ thấy cái cách đeo của Voyager Legend nó sẽ có nhiều sự thay đổi để có thể đáp ứng được cái trọng lượng nó không hề nhẹ chút nào của chiếc tai nghe này. Với cái dạng tai nghe như này thì toàn bộ cái phần pin nó rất là to như các bạn thấy đây, thì các bạn sẽ vòng ra đằng sau của vành tai của mình, còn lại thì toàn bộ phần trước sẽ chỉ là nơi để các bạn chứa phần mic cũng như headset để các bạn có thể đàn thoại mà thôi. Và bạn có thể hoàn toàn có thể điều chỉnh để có thể đeo phù hợp với tay trái hoặc tay phải tùy ý thông qua khớp xoay mà hãng đã tích hợp sẵn ở trên phần thân của chiếc tai nghe này. Do vậy thì dù bạn thuận bên tay nào thì đó cũng không phải là vấn đề đối với chiếc Voyager Legend này. Cái điều khác biệt thứ hai so với đàn anh của nó đi trước đó là ở trên chiếc Legend này thì các bạn có thể thấy được toàn bộ các phím bấm chức năng của nó được gần như tiết giảm tối đa. Ở đây thì các bạn sẽ chỉ còn duy nhất một phím bấm có thể bấm được, đó là phím nhận cuộc gọi mà thôi. Còn lại thì từ các chức năng như điều khiển năng lượng cho đến tắt nguồn các kiểu thì các bạn sẽ được thay thế bằng nút gạt. Nó trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng điều khiển hơn rất là nhiều. Cái kiểu thay đổi này theo mình nghĩ nó sẽ phù hợp hơn với một cái dạng tai nghe mà vòng ra đằng sau như ở chiếc Voyager Legend này. Một cái điểm thay đổi nữa mà các bạn sẽ thấy trên chiếc Legend này đó là việc cái cổng micro USB để các bạn để sạc pin nó sẽ hoàn toàn biến mất, và thay vào đó là một cái giao tiếp bằng sạc từ gồm 4 vạch như bạn nhìn thấy trên hình đây. Và để sạc cho nó thì các bạn sẽ cần đến một cái dock nhỏ đi kèm với sản phẩm mà các bạn nhìn thấy ngay từ lúc mở hộp ở đây. Để có thể sử dụng nó thì các bạn sẽ cần cung cấp nguồn điện và một cổng micro USB ở đầu của nó. Và việc còn lại là các bạn sẽ đưa gần lại tới chiếc headset này và sau đó thì nhờ cái nam châm tích hợp phía bên trong nó sẽ tự động gắn kết lại hai đứa với nhau và sẽ bắt đầu quá trình sạc. Và thực chất thì cái việc mà Plaktronics trang bị cho chiếc Legend này cái giao diện cổng sạc bằng sạc từ nó sẽ đem lại cho bạn một cái lợi điểm nữa khi mà các bạn sử dụng với cái pin sạc đi kèm. Cũng giống như Voyager Edge thì ở chiếc Voyager Legend này hãng cũng đã đi kèm cho các bạn một cái bộ pin sạc, nhưng mà lần này nó dưới hình hài của một cái hộp đựng nhìn trông rất là lịch sự như này, và nếu nhìn thoạt qua thôi thì sẽ khó ai có thể biết được đây là một cái bộ pin sạc kèm theo dành cho chiếc tai nghe của bạn. Như mình nói ở đầu thì nhờ cái việc mà nó sử dụng cái cổng sạc từ thế này, do vậy thì khi các bạn cần lắp để cho nó sạc thì có thể đưa vào trong chiếc hộp này rất là đơn giản, chỉ bằng cách xếp nó vào đúng chỗ mà thôi. Và một khi nó đã vào đúng khớp rồi thì nó sẽ tự động kết nối cái cổng sạc từ này với các cái tiếp điểm trên cái bộ sạc như này. Khi đó thì các bạn hoàn toàn có thể sạc pin cho chiếc tai nghe của các bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng mà không cần phải qua nhiều khớp nối lần nào. Để sạc pin cho cái toàn bộ hệ thống này thì các bạn có thể đưa chiếc tai nghe của mình vào trong chiếc hộp này và sạc chung nó cùng lúc thông qua cổng micro USB của toàn bộ pin sạc này, rất nhanh chóng và tiện lợi nữa. Và cái mục đích khi mà Plaktronics cung cấp thêm cho các bạn cái cục pin sạc này thì không có cái gì khác ngoài cái việc sẽ giúp cho cái thời gian đàm thoại của các bạn thực tế khi được sử dụng chiếc tai nghe này nó sẽ được kéo dài thêm. Cũng giống như Azure thì Legend sẽ cho các bạn thời gian đàm thoại liên tục lên tới con số 16 giờ và thừa đủ để các bạn có thể sử dụng phục vụ mình trong cái thời gian liên tục trong một ngày đàm thoại liên tục mà không gặp phải chút khó khăn nào. Thực tế là chả ai có thể đàm thoại liên tục trong 16 giờ cả. Do vậy thì nó là một con số cực kỳ thừa mứa, các bạn có thể hoàn toàn an tâm. Vâng, như vậy là mình giới thiệu xong cho các bạn cái bài đánh giá chi tiết về chiếc tai nghe Voyager Legend đến từ Plaktronics. Và để biết thêm chi tiết về giá bán cũng như các thông số kỹ thuật khác của chiếc tai nghe này, xin mời các bạn truy cập vào trang chủ của Sephonet để biết thêm chi tiết. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.